nó cổ hơn, ao cổ, mai cổ. Kỷ niệm cái gì 50 năm tổng tiến công nổi dậy là suốt đường Thị Minh Khai không đi được. Để đông lắm hả? Ừ, công an nó chặn quá chừng, phải công an cảnh sát cơ động cảnh sát gì nữa mặc bộ đồ đen đen nữa, quá chừng vòng quanh cái khu suốt cái dãy đường từ Nguyễn Thị Minh Khai chỗ công viên ấy, công viên gì nhỉ,